Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 138 truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhan mặt mày bồn chồn đứng trước cổng chính của thành Đông Kinh, chốc chốc lại trông ngóng về phía quan đạo đằng xa. Đến khi nhìn thấy quan đạo bụi bay mờ mịt, đằng sau là một đội người ngựa đang phi như bay đến, Triệu Nhan mới lộ ra cảm xúc vui mừng. Quan viên bộ lễ sau lưng hắn cũng bắt đầu chuẩn bị nghi thức đón tiếp. Chỉ thấy trong đội quân đi đến có một nam nhân trẻ trung, anh Tuấn, cưỡi ngựa dẫn đầu. Tuy khác với hình ảnh trước kia rất nhiều, nhưng Triệu Nhan liếc mắt cái đã nhận ra đó chính là Liễu Không. Theo sát sau lưng y, ngoài một số quan viên đại tống đồng hành ra, chắc chính là một số cấp cao của quân La Sát. Đối với việc Liễu Không thỉnh cầu quy phục, Triệu Thự sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian, đặc biệt là sau khi Triệu Nhan khuyên nhủ và thấu hiểu tâm ý của bảo an công chúa, cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu sát nhập của Liễu Không. Thế là Liễu Không để bày tỏ thành ý của mình, dẫn đầu một đám thủ hạ chờ đợi phong thưởng của đại tống. Còn chuyện của y và bảo an công chúa, hiện tại ngoài số ít người như Triệu Thự và Triệu Nhan biết ra, những người khác đều không biết gì. Tất nhiên, cũng không phản đối, nhưng Triệu Thự dự định khi phong thưởng Liễu Không trực tiếp tuyên bố gả bảo an công chúa, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn đến không ít quan lại phản đối. Nhưng có câu quân vương không nói đùa. Lại thêm Liễu Không đã đổi tên thành Từ Nguyên, chuyện trước đây y từng là hòa thượng tạm thời sẽ không truyền ra ngoài. Vì vậy Triệu Thự dùng cách này khiến mọi người không kịp trở tay, đợi đến khi bọn họ biết thân phận của Liễu Không rồi, thì ván đã đóng thuyền, muốn sửa cũng không được. Đối với cách làm này của Triệu Thự, Triệu Nhan cũng hết sức tán đồng, không thể không nói một câu gừng càng già càng cay. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân Triệu Nhan thuyết phục Triệu Thự. Vì với địa vị của Triệu Thự, muốn giở chút chiêu trò thực sự quá đơn giản. Tuy nhiên Triệu Nhan hôm nay cũng bị Triệu Thự bắt tới làm việc, bởi vì Liễu Không tới kinh thành để bày tỏ sự tôn trọng với Liễu Không, cho nên Triệu Thự phái Triệu Nhan dẫn quan viên bộ lễ đi nghênh đón. Triệu Nhan cũng rất đồng ý với chuyện này. Thứ nhất, hắn và Liễu Không cũng mấy năm không gặp. Thứ hai, bảo an công chúa dặn đi dặn lại bảo hắn nhất định phải thay nàng trông nom Liễu Không. Kể ra hai người họ tuy thường xuyên viết thư nhưng dù sao cũng không gặp gỡ, nên bây giờ có rất nhiều lời muốn nói. Đáng tiếc nàng lúc này lại không tiện gặp Liễu Không. Liễu Không thấy Triệu Nhan đích thân đến nghênh đón liền vô cùng hoan hỉ, đang định xài bước đến ôn chuyện cũ với Triệu Nhan, nhưng ngay lúc này chợt bừng tỉnh. Thân phận hiện nay của mình là Từ Nguyên chứ không phải Liễu Không. Nếu thể hiện quá thân thiết với Triệu Nhan, nói không chừng sẽ khiến một số người ngờ vực. Dù gì sau lưng Triệu Nhan còn có rất nhiều quan viên bộ lễ đến nghênh tiếp. Nghĩ đến đây, Liễu Không cũng kiềm chế tâm trạng kích động, để những quan viên đại tống đồng hành cùng y lên trước bái kiến Triệu Nhan, sau đó lại tự giới thiệu bản thân. Triệu Nhan cũng biết bây giờ mình phải giả bộ như lần đầu gặp Liễu Không, vì thế kiên nhẫn đợi quan viên giới thiệu xong mới tiến lên nói. Từ thủ lĩnh đa lễ rồi. Không ngờ thủ lĩnh vẫn còn trẻ như vậy, thực sự khiến bản vương bất ngờ. Thảo dân Từ Nguyên bái kiến quận vương. Liễu Không lúc này cũng lên trước vài bước hành lễ. Hồi trước y là hòa thượng không cần hành tục lễ với Triệu Nhan, nhưng bây giờ y tuy là thủ lĩnh quân La Sát song vẫn chưa nhận phong thưởng, nên vẫn là thân phận dân thường của đại tống, gặp Triệu Nhan tất nhiên là phải hành lễ. Triệu Nhan cũng vội vàng đỡ Liễu Không dậy, sau đó giả vờ khách khí vài câu, vì xung quanh quá đông người khiến họ có nhiều chuyện không tiện nói ra, nên Triệu Nhan nhanh chóng bảo quan viên bộ lễ đón Liễu Không vào thành rồi sắp xếp đến dịch quán nghỉ ngơi. Kể ra thực lực hiện tại của Liễu Không không thua kém các nước thuộc địa của đại tống, nên bộ lễ đối đãi vị cũng dựa theo quy tắc đón tiếp như là quốc vương nước thuộc địa đến. Khi vào thành thu hút rất nhiều bách tính vây xem, còn có ai nhận ra vị cao tăng Liễu Không trước kia hay không thì không biết được. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho Liễu Không, Triệu Nhan vốn định gặp riêng Liễu Không nói chuyện, nhưng không ngờ bộ lễ lại chuẩn bị yến tiệc tiếp đón thịnh soạn. Triệu Nhan thân là người chủ trì nghênh đón tất nhiên là cũng phải tham gia. Kết quả trong yến tiệc hắn và Liễu Không cứ nhìn nhau, tuy có bao nhiêu lời muốn nói song chỉ có thể cứng nhắc nói mấy câu xã giao. Rất lâu sau mới chờ đến khi yến tiệc kết thúc, đã gần nửa đêm, lúc này hai người đàn ông bọn họ lại lén lén lút lút trò chuyện với nhau, nói không chừng sẽ khiến người khác hiểu lầm gì đó. Thế là Triệu Nhan đành phải bất lực trở về nhà, để ngày mai sẽ quang minh chính đại đi thăm hỏi Liễu Không. Chỉ có điều sau khi Triệu Nhan về đến nhà lại gặp phải cửa ải là bảo an công chúa. Vì bảo an công chúa thực sự quá quan tâm đến Liễu Không, một mực đợi đến khuya muốn nghe ngóng tình hình từ Triệu Nhan. Không ngờ Triệu Nhan ngoài trừ nói Liễu Không bây giờ đã nuôi tóc trông đẹp trai hơn trước ra, căn bản cũng không còn thông tin nào có giá trị, khiến bảo an công chúa vô cùng không hài lòng. Đến khi Triệu Nhan cố nén sự bối rối vẽ cho nàng một bức họa Liễu Không bây giờ mới khiến bảo an công chúa mãn nguyện quay về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như cũng đang ngủ say, không ngờ bảo an công chúa thình lình xông vào. Kết quả khiến Nhan Ngọc Như xấu hổ chui vào trong chăn không dám thỏ mặt ra. Triệu Nhan cũng cười khổ. Đáng tiếc bảo an công chúa lại không thấy ngại chút nào, ngược lại giục Triệu Nhan mau dậy. Nhìn bộ dạng sốt sắng của nàng, Triệu Nhan đang nghi ngờ bảo an công chúa trước mặt này
liệu có phải là Thọ Khang công chúa giả dạng không? Bình thường bán công chúa vô cùng điềm tĩnh, chỉ có Thọ Khang công chúa mới hành động liều lĩnh như vậy. Triệu Nhan cơm sáng cũng chưa được ăn đã bị nhị tỷ thúc ra khỏi nhà, ngồi lên xe ngựa đi trên con đường lớn khá yên tĩnh của Đông Kinh. Vốn định mua chút bánh bao ở hàng rong bên đường ăn, nhưng nghĩ đến thời gian trước có một nhà buôn bán điểm tâm dùng thịt ôi làm bánh bao, kết quả khiến bao nhiêu người bị ngộ độc thức ăn, trong đó có một người già yếu còn có thể vì thế mà chết. Cuối cùng nhà buôn này bị phán xử treo cổ, còn phải bồi thường một nửa gia sản cho thân nhân người chết. Kể ra thời kỳ Đường Tống vô cùng quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng đối với một số thương nhân buôn bán thực phẩm bất hợp pháp. Ví dụ luật Đại Tống quy định rõ ràng, thịt ngâm nước sẽ bị phạt lưu đày 1 năm, nếu thực phẩm hại chết người thì cực kỳ nghiêm trọng, không những phải bồi thường mà còn phải bồi thường số tiền lớn. Sự phạt này nghiêm trọng hơn nhiều so với sau này. Lẽ ra hình phạt khắc nghiệt của Đại Tống cộng thêm sự ràng buộc về đạo đức thông thường những thương nhân kinh doanh thực phẩm nên rất ít dám mạo hiểm, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Hành vi làm giả của thương gia Đại Tống không ít hơn hậu thế, chủ yếu vẫn là do một số điều luật chưa được triển khai nên mới để các thương gia kiếm tiền phi pháp. Đối với chuyện này, Triệu Nhan trước kia tuy biết một chút nhưng không có cách nào hay có thể cải thiện, chỉ đành hy vọng Đại Tống có thể đẩy nhanh tốc độ thành lập pháp trị, dùng hình phạt nghiêm khắc trên luật pháp để hành động thực tế. Đương nhiên chuyện bánh bao hại chết người như trên chỉ là số ít, nhưng số ít không có nghĩa là không có, thậm chí chuyện này còn được đăng trên nhật báo Đại Tống. Triệu Nhan thật không muốn bị một cái bánh bao mà thiệt mạng. Thực chất không chỉ có hắn, mà dạo gần đây làm ăn của các gánh hàng điểm tâm ở Đại Tống phần lớn cũng chịu ảnh hưởng của bọn tiểu nhân, từ đây có thể biết tác động xấu từ việc này. Rất nhanh xe ngựa của Triệu Nhan đã đến bên ngoài dịch quán Liễu Không ở, sau đó đi thẳng vào trong tìm Liễu Không. Liễu Không cũng đoán được Triệu Nhan sẽ đến thăm mình, vì thế cũng dậy rất sớm. Lúc này đang tập quyền ở trong sân, khi nghe thấy Triệu Nhan đến còn không thèm thay quần áo, trực tiếp đi đón Triệu Nhan vào phòng khách. Coi như là có thể nói chuyện tự do rồi. Hôm qua ta quay về đã bị nhị tỷ oán thán một trận, nói ta hỏi cái gì cũng không biết. Nhưng mà trời đất chứng giám, tình huống hôm qua sao ta có thể nói chuyện với ngươi? Còn nữa, sáng nay ta chưa dậy đã bị nhị tỷ xông vào, đến bữa sáng cũng không cho ta ăn đã bị tống ra khỏi cửa. Ngươi xem ta có oan ức không? Triệu Nhân vừa ngồi xuống lập tức kể khổ với Liễu Không, đồng thời gián tiếp nói cho y nỗi nhớ của bảo an công chúa dành cho y. Nghe thấy những lời này của Triệu Nhan, đặc biệt là sự quan tâm của bảo an công chúa dành cho mình, khiến trong mắt Liễu Không ánh lên vẻ ấm áp, liền không để ý tới sự oán thán của Triệu Nhan, ngược lại ân cần hỏi: công chúa nàng vẫn khỏe chứ? Yên tâm đi, có đệ đệ như ta chăm sóc như thì sao có thể không khỏe chứ. Nhìn thấy Liễu Không không thèm quan tâm đến mình, Triệu Nhan liền lườm y một cái nói: vậy thì tốt, thật sự hy vọng có thể sớm gặp lại công chúa. Liễu Không lúc này ánh mắt nồng nàn nhìn về hướng bảo an công chúa ở, tuy nhiên không nhìn thấy gì cả, nhưng mà tâm hồn của y dường như đã bay đến bên bảo an công chúa rồi. Gần 3 năm trời bươn trải, cuối cùng đổi lại được một chút cơ hội hôm nay, y tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ. Nhìn thấy dáng vẻ si tình của Liễu Không, trong lòng của Triệu Nhan cũng có chút bùi ngùi. Nhị tỷ của mình chờ đợi 2 năm coi như là không phí công vô ích. Hắn có thể nhìn ra dáng vẻ si tình lúc này của Liễu Không là thật, điều này cũng chứng minh tình cảm của y đối với nhị tỷ chưa đổi thay. Đây cũng là nỗi lo lắng nhất của Triệu Nhan trước đó, dù sao ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, đặc biệt là sống trong môi trường khác, suy nghĩ trong đầu cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng may mắn Liễu Không là một người si tình, khiến hắn cuối cùng yên tâm trở lại. Truyền triệu thừa đã đồng ý cho Liễu Không và bảo an công chúa, chỉ có 3 người họ biết, thậm chí để giữ bí mật Triệu Nhan trước đó cũng không viết thư cho Liễu Không, sợ tin tức lọt ra ngoài. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nói với y, thế là Triệu Nhan liền mở miệng cười nói: Liễu Không, đầu tiên nói với ngươi một chuyện vui. Phụ hoàng đã đồng ý hôn sự của ngươi và nhị tỷ. Đợi khi ngươi vào cung nghe phong thưởng, phụ hoàng sẽ tuyên bố trước mặt mọi người. Như vậy đến lúc đó người khác muốn phản đối cũng không kịp. Đây là thật sao? Liễu Không nghe thấy tin vui này cũng đứng bật dậy. Y vốn cho rằng sau khi mình vào cung cũng không khắc phục rất nhiều khó khăn mới có thể làm cho Triệu Thừa đồng ý gả bảo an công chúa cho mình, lại không ngờ vừa mới đến kinh thành đã có thể nghe được tin tức này. Tất nhiên là thật, vì để phụ hoàng đồng ý, nhị tỷ đã chính miệng nói trước mặt phụ hoàng, đời này không lấy ai khác ngoài ngươi, nếu không sẽ trong đèn thờ Phật nốt phần đời còn lại. Với tính cách của nhị tỷ, có thể nói ra những lời này thực sự không dễ dàng, ngươi sau này nhất định không được phụ lòng tỷ ấy. Triệu Nhan cuối cùng trở nên hết sức trịnh trọng nói: nghe nói gì chưa, lần này vị thủ lĩnh quân La Sát vào kinh rồi, triều đình sắp trọng thưởng y, chỉ ít cũng là chức tiết độ sứ, tuy chỉ là hư danh nhưng cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông rồi. Trong một quán rượu nhỏ bên đường Ngự Thành Đông Kinh, một người trung niên ăn vận thương gia đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn rượu. Đây chỉ là nghe nói, hôm qua ta còn tự mình đi xem vị thủ lĩnh đó vào kinh, kể ra vị thủ lĩnh đó đúng là trẻ, phòng trưng cùng lắm chỉ hơn 20 tuổi, tướng mạo vô cùng tuấn tú. Nếu con gái ta có thể gả cho người như vậy thì tốt biết mấy. Một lão già đang uống rượu bên cạnh thương nhân trung niên lên tiếng: lão đừng có mơ nữa, nhân vật tầm cỡ như thủ lĩnh quân La Sát được gọi là rồng phượng trong loài người,
Nếu y muốn lấy vợ, chắc chắn là con gái nhà vương công quý tộc mới có thể xứng đôi. Thậm chí nói không chừng bệ hạ cao hứng lên còn phong người ta làm phò mã. Lúc này một thư nhân béo khác ngồi bên cạnh thư nhân trung niên cười nói. Điều đó cũng chưa chắc. Thủ lĩnh quân La Sát nghe nói xuất thân bần hàn, nói không chừng y là thích con gái thường dân. Con gái ta xinh đẹp, bao nhiêu nam nhân thành Đông Kinh xếp hàng dài cầu hôn, biết đâu vị thủ lĩnh đó là thích con gái ta. Ông già kia lúc này mà đỏ tía tai cãi. Tuổi lão đã cao, nhưng tính hiếu thắng còn mạnh hơn người trẻ. Bình thường ai dám nói gì không vừa ý, lão sẽ đôi co với người đó đến cùng. Thương nhân béo cũng biết tính khí của lão già này, liền liếc mắt ra hiệu với thương nhân trung niên bên cạnh, sau đó lắc đầu mỉm cười không nói gì nữa. Con gái của lão già đối diện đích thực được coi là mỹ nhân. Đáng tiếc, nghe đầu vì quá đánh đá, đàn ông bình thường nào ai dám cưới. Cho nên đến bây giờ vẫn ế. Đương nhiên họ cũng không dám nói như vậy trước mặt đối phương. Không thì chắc chắn bị đánh. Lão già nhìn thấy hai người thương nhân, không nói năng gì. Còn lầm tưởng lời của mình khiến đối phương cứng họng. Liền không kìm được dưng dưng tự đắc mở miệng. Vốn dĩ ta còn cảm thấy con gái ta chắc chắn sẽ không gả vào nhà bình thường, nên mới để nó chưa xuất giá. Bây giờ xem ra là làm đúng rồi. Ngày mai, ta sẽ cho người đi thám thính. Nếu vị thủ lĩnh kia vẫn chưa thành thân, biết đâu ta thật sự có thể định được hôn sự này. Đối với những lời nói viển vông ngão huyền này của lão già, thương nhân trung niên và thương nhân béo đều bó tay. Nhưng họ lại không dám khuyên. Cuối cùng chỉ có thể hy vọng lão già này chỉ nói suông mà thôi. Không thì nếu mà mọi đi cầu thân, nói không chừng sẽ bị người ta đuổi đi. Đến lúc đó mặt mũi lão già kia sẽ khó coi rồi. Tuy nhiên lão già kia vừa dứt lời thì chỉ nghe bên cạnh chợt có người lên tiếng. Lão huynh này, ta thấy huynh không cần hao tâm tổn sức nữa, vì thủ lĩnh là sau đó sẽ không cưới con gái huynh đâu. Hả? Hai người thương nhân nghe thấy có người lại nói thẳng tuột những lời này liền vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, đồng thời trong lòng cũng nghĩ sắp có trò hay để xem. Vì với hiểu biết của họ về lão già, đối phương nghe thấy những lời này nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, ít nhất là cũng phải cãi ra trò. Quả nhiên lão già nghe thấy những lời kia, lập tức lửa giận đùng đùng liền quay đầu nhìn về phía người nói, định đánh giá ngoại hình đối phương. Nhưng lão không ngờ quay đầu lại nhìn thấy một người đọc sách mặc lan sam, khiến lửa giận trong bụng lão lập tức tiêu tan gần hết, nhưng vẫn không vui nói. Người hiểu biết như ngươi, đáng ra phải rất hiểu chuyện. Tại sao lại nói con gái của ta không thể gả cho vị thủ lĩnh là sát đó? Người đọc sách này tuổi cũng đã lớn, ước chừng trẻ hơn lão già đối diện vài tuổi thôi. Trên đầu tóc bạc phơ, nghe thấy câu hỏi của đối phương cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười cất lời nói. Sở dĩ ta nói như vậy, đó là vì huynh đây có lẽ không biết. Vị thủ lĩnh quân là sát đó trước đây thực ra là một hòa thượng, hơn nữa còn là cao tăng nổi tiếng của thành Đông Kinh. Mặc dù không biết tại sao y lại hoàn tục, còn trở thành bá chủ thống lĩnh một phương, nhưng người giống như y sao có thể tùy tiện cưới vợ chứ? Cái gì? Vị thủ lĩnh đó vốn là hòa thượng? Nghe thấy lời của người đọc sách, lão già và hai thương nhân đồng thanh hét toáng lên, thậm chí làm kinh động đến những khách hàng khác đang trong quán rượu, mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Người đọc sách kia thấy mọi người đều nhìn về phía mình, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra vẻ đắc ý nói. Không sai, vị thủ lĩnh quân La Sát đó trước kia là một hòa thượng, hơn nữa còn là đại sư trụ trì chùa Hương Tích của thành Đông Kinh. Thiên nghĩ các vị cũng đều nghe nói đến vị đại sư này rồi. Tuy y tuổi đời còn trẻ nhưng Phật pháp cao thâm, hiếm có, nhất chính là thông tạo làm bếp. Tiệc Hương Tích mỗi tháng một lần là yến tiệc cao cấp nhất trong thành Đông Kinh. Người bình thường cho dù có tiền cũng không được ăn. Hóa ra là Liễu Không đại sư, ta từng gặp y trước đây, nhưng y không phải là tăng nhân à? Sao lại trở thành thủ lĩnh quân La Sát chứ? Phải biết đó là hoành hành một phương, nhất định từng làm không ít chuyện giết người phóng hỏa. Người có thể làm ra những việc này, còn là tăng nhân sao? Lúc này lại có người lớn giọng nói. Hòa thượng thì sao? Các người xem mấy tên hòa thượng cho vay lãi đó. Nào có ai không giống hung thần ác quỷ chứ? Nếu không hoàn trả được tiền, số người bị ép phải bán con bán cái đi còn ít sao? Nên ta thấy hòa thượng trên thế gian này chẳng có gì tốt đẹp. Lúc này lại có một vị khách kêu lớn, vừa nghe đã biết y không có thiện cảm gì đối với Phật môn. Đúng đó. Thời gian trước, Thành Nam có một gia đình, vì không trả được tiền vay của chùa, bị bức đến phải bán cả nhà, già trẻ trong nhà lang thang đầu đường xó chợ. Kể ra họ cũng thật là ngốc đấy. Sớm biết tiền vay lãi của chỗ ác độc như thế, sao không đến ngân hàng vay tiền? Lúc này lại có người chen vào, giờ đã bắt đầu chuyển đề tài về ngân hàng rồi. Ôi, cứ nhắc đến ngân hàng đúng là một điều tuyệt vời. Năm ngoái tôi đi phương Nam mua hàng, vì đường xá xa xôi mang theo tiền không an toàn lắm, thế nên gửi vào ngân hàng, đợi đến phương Nam thì rút, lại chỉ thu chút tiền phí, thật sự đã quá tiện lợi rồi. Lúc này người thương nhân trung niên cũng lên tiếng khen ngợi, đồng thời chủ đề hoàn toàn quay sang ngân hàng. Người trong quán rượu bắt đầu bàn tán khi ngân hàng ra đời đã tác động đến mọi mặt cuộc sống của mình. Những nơi có tình hình như là quán rượu nhỏ này rất nhiều. Tuy chủ đề buôn chuyện của mọi người thay đổi liên tục, song lúc vô tri vô giác, tin tức liên quan đến thân phận trước kia của Liễu Không đã bắt đầu lan truyền trong kinh thành.
chớp mắt đã đồn khắp thành, trong đó rất nhiều người hồi trước quen biết Liễu Không càng hiếu kỳ hơn với điều này. Ai nấy đoán giả đoán non, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến vị cao tăng có đạo tu hành cao thâm trong 3 năm ngắn ngủi biến thành một người hùng thao túng vùng biển. Khốn kiếp, thông tin này truyền ra từ chỗ nào chứ? Triệu Nhan ở trong thư phòng nghe thấy người hầu bẩm báo liền đập bàn đứng dậy nói, bây giờ Liễu Không vẫn chưa được gặp Triệu Thự, thánh chỉ ban hôn cũng chưa hạ xuống, nhưng thân phận của Liễu Không đã bắt đầu lan ra khắp kinh thành. Đây hiển nhiên vô cùng bất lợi cho họ, vì lúc này nếu Triệu Thự hạ chỉ ban hôn thì nói không chừng bản công chúa sẽ chịu sự nhào báng của người đời. Dù sao đối với bản dân thiên hạ mà nói, đừng là công chúa gả cho người từng làm hòa thượng, quả thực giống như một trò đùa. Quân vương, lão nô cũng không biết thông tin này truyền ra từ đâu, chỉ biết rằng bây giờ cả kinh thành đều đang xôn xao, chắc trong cung cũng đã biết rồi. Lão Phúc lúc này cười khổ đứng trước mặt Triệu Nhan nói, lão thân là quản gia của vương phủ cũng mơ hồ biết một chút chuyện của bảo an công chúa và Liễu Không, nhưng lão cũng không dám nói với ai khác, thậm chí định mang theo vào trong quan tài. Không ngờ hôm nay chợt nghe tới bên ngoài truyền tai chuyện của Liễu Không nên mới bẩm báo với Triệu Nhan. Khốn kiếp, Liễu Không mới đến kinh thành trước đây 2 ngày, tin tức liên quan đến y đã truyền khắp kinh thành, đằng sau khẳng định có người giở trò. Triệu Nhan lúc này bặm chặt răng nói, hắn gần như trong nháy mắt đã đoán ra đằng sau chuyện này nhất định có người giật dây, nếu không tin tức này không thể lan truyền nhanh như vậy. Kể ra hôm kia hắn đón tiếp Liễu Không vào thành, cũng từng lo Liễu Không sẽ bị người quen cũ nhận ra, nhưng sau khi gặp Liễu Không lại yên tâm trở lại, vì Liễu Không không những nuôi tóc mà còn cởi bỏ bộ y phục tăng nhân màu ngà, khiến khí chất con người cũng thay đổi đáng kể. Cho dù là người quen cũ, e rằng cũng rất khó nhanh chóng nhận ra y, trừ phi là người cực kỳ quen thuộc với Liễu Không như Triệu Nhan. Tuy nhiên bạn bè của Liễu Không thật sự không nhiều, hơn nữa cho dù có thể nhận ra y, e là trong thời gian ngắn cũng sẽ không truyền ra ngoài, sẽ chỉ âm thầm xác nhận một chút. Đợi khi họ xác định thân phận của Liễu Không rồi, e rằng lúc đó thánh chỉ ban hôn đã hạ xuống, lúc đấy họ càng không dám nói gì nữa. Nhưng hiện tại, thân phận thật sự của Liễu Không lại đồn thổi ra ngoài, điều này tuyệt đối không bình thường. Nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan lập tức sai Lão Phúc chuẩn bị ngựa. Hắn muốn vào cung tìm một người. Lão Phúc nghe thế vậy tức khắc vâng lời, nhanh chóng chuẩn bị ngựa. Triệu Nhan phi như bay lên lưng ngựa, trước khi đi còn dặn dò Lão Phúc nhất định phải phong tỏa tin tức trong phủ, tuyệt đối không được để tin tức này lan truyền đến tai bảo an công chúa. Sau đó mới thúc ngựa chạy như điên. Triệu Nhan phi như bay đến hoàng cung, nhưng không lập tức đi tìm Triệu Thự mà trực tiếp đi tìm Hoàng Ngũ Đức. Vừa nhìn thấy đối phương, Triệu Nhan lập tức hỏi, lão hoàng, ông chắc đã biết lời đồn về Liễu Không bên ngoài kia rồi, bây giờ ông mau nói với ta, chuyện này rốt cuộc là chuyện từ đâu, có phải là có người đứng đằng sau giật dây không? Hoàng Ngũ Đức nghe thấy chuỗi câu hỏi liên tiếp của Triệu Nhan liền không khỏi cười khổ nói, quận vương, người đến thật nhanh, tiểu nhân đích thực đã biết lời đồn về Liễu Không bên ngoài, hơn nữa cũng cho người đi điều tra kỹ lưỡng rồi, chỉ có điều nơi bắt nguồn tin tức này có hơi đặc biệt, lão nô bây giờ cũng đang đau đầu, không biết có nên bẩm báo với bệ hạ không. Rốt cuộc là chỗ nào lại khiến đại thủ lĩnh Hoàng Thành Ti như ông cũng kiêng dè như vậy? Triệu Nhan nghe đến đây cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng suy đoán người có thể khiến Hoàng Ngũ Đức dè chừng ở Đại Tống, nhưng nghĩ một lượt cũng không thể xác định được đối tượng là ai. Ngoài 3 người như Triệu Thử, Triệu Nhan và bà An công chúa ra, Hoàng Ngũ Đức là một trong số ít người biết sự tình thân phận của Liễu Không, nên sau khi biết thân phận của Liễu Không là bị bại lộ sớm, ông cũng lập tức cho người đi điều tra. Tuy tin tức này sớm đã lan truyền khiến khắp thành xôn xao, nhưng nhờ năng lực thu thập tình báo cực giỏi của Hoàng Thành Ti, lần mò từng manh mối một, cuối cùng phát hiện nguồn cơn thông tin này là bắt đầu từ phủ của Vương An Thạch. Kể ra danh tiếng của Vương An Thạch tuy lớn, nhưng ông bây giờ chỉ là một chức quan thanh quý hàn lâm học sĩ, trong tay không có quyền lực là bao. Theo lẽ thường, Hoàng Ngũ Đức hoàn toàn có thể không cần kiêng nể ông, nhưng hiện tại Vương An Thạch kết giao thân mật với thái tử Triệu Húc, bất luận chuyện gì chỉ cần dính líu tới hoàng gia chắc chắn sẽ trở nên muôn phần phức tạp, nên Hoàng Ngũ Đức me rẻ như vậy. Từ phủ của Vương An Thạch, cái này sao có thể được? Vương An Thạch chắc không phải là loại người giở trò sau lưng đâu chứ. Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng hết sức kinh ngạc nói, thứ nhất, hắn thực sự không ngờ đến kết quả này. Thứ hai, hắn tin với nhân phẩm của Vương An Thạch chắc chắn không thể làm ra được việc này. Quận vương, lão nô chỉ nói tin tức truyền ra từ phủ của Vương An Thạch, nhưng đâu có nói là Vương An Thạch tự mình loan tin. Thực chất người thực sự loan tin tức này chính là Vương Bàng, con trai của Vương An Thạch. Còn Vương Bàng từ đâu biết được thông tin Liễu Không chính là Tử Nguyên? Điều này chúng thần tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Hoàng Ngũ Đức lúc này lại mở miệng, chỉ là khi nhắc đến Vương Bàng, khuôn mặt Hoàng Ngũ Đức lại lộ ra vẻ căm hận. Chính vì cái tên nhãi này mới khiến kế hoạch của Triệu Nhân và Triệu Thượng đổ bể, nếu bảo an công chúa biết tin này cũng không biết nàng sẽ đau lòng nhường nào. Vương Bàng. Triệu Nhân nghe đến đây cũng cắn răng nói, hắn vài lần không ngờ kế hoạch mình và Liễu Không khó khăn hao tổn bao năm mới hoàn thành,
đến bước cuối cùng lại xảy ra chuyện, toàn bộ kế hoạch bị Vương Bảng phá hoại rồi. Sao hắn không thể không hận? À, không đúng. Vương Bảng sao y vô duyên vô cớ lại loan cái tin này? Có phải chính gã... Triệu Nhan lúc này chợt lóe lên, trong đầu lẩm bẩm đến một khả năng khác. Tuy nhiên Triệu Nhan còn chưa nói xong đã bị Hoàng Vũ Đức cười khổ ngắt lời. Suy đoán của quận vương đích thực rất có lý. Trên thực tế lão nô lúc mới đầu đã nghĩ ngay đến là Vương Sân phá rối đằng sau. Dù sao chuyện này gã là người có động cơ nhất. Chỉ là sau khi điều tra mới phát hiện Vương Sân không hề can dự vào chuyện này. Thậm chí khi Vương Bằng tung tin thân phận trước kia của Liễu Không, gã còn giúp khuyên giải Vương Bằng, bảo y không nên tung tin vớ vẩn. Đáng tiếc, Vương Bằng căn bản không thèm nghe. Khi nói đến đây, Hoàng Ngũ Đức ngập ngừng một chút lại nói tiếp. Mặt khác, Vương Bằng không thể hay biết chuyện bị hạ đình gả bán công chúa cho Tử Nguyên. Nên y truyền bá khắp nơi, Tử Nguyên chính là Liễu Không. Thần đoán rất có khả năng, chỉ nhằm vào Tử Nguyên. Hình như là y vô cùng bất mãn với Tử Nguyên. Điều này thực sự rất là kỳ lạ. Người của chúng thần lúc này đang điều tra y và Tử Nguyên trước kia có thủ hẳn gì không, mới khiến y làm ra cái chuyện như vậy. Nhằm vào Liễu Không. Triệu Nhan nghe thế vậy chẳng những không nguôi giận, ngược lại còn lên cơn thịnh nộ. Đặc biệt là nghĩ đến nhị thể của mình, chờ đợi dòng dã gần 3 năm, cuối cùng sắp có thể ở bên người mình yêu thương, lại bị một tên không liên quan gì phá hoại. Khiến hắn quả thực giận đến nỗi lồng ngực sắp nổ tung. Bất kỳ ai cũng không thể duy trì lý trí trong mọi lúc. Đặc biệt là người trẻ tuổi như Triệu Nhan có lúc lại càng dễ kích động. Đặc biệt là chuyện này có liên quan đến hôn sự của bán công chúa mà hắn yêu thương nhất. Vì thế Triệu Nhan càng giận không kiềm chế được, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay người đi, thậm chí còn không buồn cáo biệt Hoàng Vũ Đức. Hoàng Vũ Đức thấy Triệu Nhan bỗng nhiên rời đi, hơn nữa không giống như muốn đi tìm Triệu Thư bàn bạc đối sách, khiến ông vội vàng gọi. Quận vương, người đi đâu thế? Tâm trạng không tốt, đi đánh người. Triệu Nhan không thèm quay đầu lại đáp, sau đó sải bước đi khỏi hoàng cung. Còn Hoàng Vũ Đức thì bị câu trả lời của hắn làm ngây người. Đợi đến khi ông phản ứng lại, Triệu Nhan đã đi mất dạng rồi. Sau khi Triệu Nhan ra khỏi hoàng cung, lập tức ngồi xe ngựa, giận đùng đùng đến phủ của Vương An Thạch. Sau đó nhảy xuống xe ngựa, xông thẳng vào trong phủ. Người hầu gác cổng phủ vốn định ngăn lại, không ngờ bị thị vệ bên cạnh Triệu Nhan kéo hẳn sang một bên. Cứ như vậy, Triệu Nhan đi thẳng vào trong phòng khách của nhà họ Vương rồi bắt lên một tôi tới nhà họ Vương, bảo y đi thông báo với Vương Bảng và Vương Sân đến nơi gặp hắn. Đối với hành động xông thẳng vào nhà của Triệu Nhan, Vương An Thạch cũng nhanh chóng được người hầu bẩm báo. Khiến ông vừa giận vừa lấy làm lạ, tức giận là vì Triệu Nhan làm được như vậy hiển nhiên là không tôn trọng ông. Kỳ lạ là với hiểu biết của ông về Triệu Nhan, người đó dường như không phải kiểu người hung hăng ngang ngược như vậy. Tại sao lại vô duyên vô cớ xông thẳng vào nhà mình? Mang theo niềm nghi hoặc và sự tức giận trong lòng, Vương An Thạch giận dữ đến phòng khách, vừa bước vào cửa đã chất vấn Triệu Nhan. Quận vương như vậy là có ý gì? Tại sao lại đột nhiên xông vào nhà vương mẫu? Chẳng lẽ quần vương không đếm xỉa đến chút lễ nghĩa gì hoàng gia sao? Vốn dĩ Triệu Nhan cũng vô cùng tôn trọng Vương An Thạch, bình thường tuyệt đối không làm ra chuyện như thế. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn bị lửa giận lấn át, lúc đó chỉ lạnh lùng nói. Vương Hàn Lâm có thời gian chất vấn bản vương. Sao không đi hỏi con trai ông đã làm ra chuyện tốt gì? Lần này bản vương đến là tìm y. Hy vọng y đừng núp sau lưng ông như trẻ con, không dám đến gặp bản vương. Ha, lời của quận vương tại hạ không hiểu, không biết vương mẫu đã làm chuyện gì lại khiến quận vương tức giận như vậy. Triệu Nhan vừa dứt lời chỉ thấy Vương Bảng cũng mặt mày hùng hổ đi vào phòng khách, nhìn chằm chằm vào Triệu Nhan nói. Dù sao bất kể là ai bị người khác xông thẳng vào nhà rồi chất vấn đều vô cùng tức giận. Rất tốt, Vương Bảng, ta đến hỏi ngươi, chuyện Từ Nguyên chính là Liễu Không? Có phải do ngươi truyền cho mọi người đầu tiên không? Triệu Nhan đang máu nóng bốc lên đỉnh đầu cũng chẳng buồn phí lời với Vương Bằng, liền hỏi thẳng. Phải thì sao? Chuyện này vốn là sự thật, lẽ nào không được nói với người khác sao? Vương Bằng cũng không phải là loại ngốc. Thực tế y rất thông minh, bà nãy nghe tiếng Triệu Nhan hùng hổ xông vào, y đã nhận thức được có thể là chuyện mình loan tin liên quan đến Liễu Không. Đã chọc giận Triệu Nhan. Dù gì nghe nói Triệu Nhan rất thân thiết với Liễu Không, bây giờ chuyện Tử Nguyên chính là Liễu Không lộ ra ngoài. Đối với Liễu Không, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Hay. Hay cho cậu không thể nói với người khác sao? Triệu Nhan lúc này giọng khàn đặc gầm lên một tiếng nói. Lửa giận trong lòng hắn lúc này cuối cùng cũng bùng cháy. Nếu không phải hắn cuối cùng vẫn sót lại một chút lý trí, sợ là đã ra tay đánh người ngay tại đó rồi.
Có điều, cho dù là như thế nào, cũng khiến cho cha con Vương An Thạch hoảng hồn, trong đó Vương Bằng còn lùi về sau một bước. Về phần Vương An Thạch thì đứng lên, che chắn cho con trai mình, rồi không chút né tránh nói. Quần Vương hà cớ gì? Phải nổi giận với Khuyển Tử. Tuy đàm tiếu sau lưng người khác là Bảng Nhi không đúng, nhưng không đến nỗi khiến Quần Vương tức giận như thế chứ. Tiếng gầm của Triệu Nhan cuối cùng cũng giải tỏa được rất nhiều nỗi bực dọc trong lòng. Nghe thấy câu nói của Vương An Thạch, quét mắt nhìn lão một cái rồi nghiêng đầu lườm Vương Bằng nói. Vương Bằng, chuyện hôm nay, ngươi vẫn chưa có tư cách biết sai ở đâu. Nhưng bản vương muốn cảnh cáo ngươi một câu. Vạ từ miệng mà ra, cẩn thận cái miệng của ngươi, không thì ngươi không biết mình sẽ chết như thế nào đâu. Triệu Nhan nói xong, hừ lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị rời khỏi nhà họ Vương. Hắn đến đây vốn dĩ không phải để giải tỏa nỗi tức giận, để tiện cảnh cáo Vương Bằng một chút, còn chuyện này hắn lại căn bản không thể giải thích với Vương An Thạch, nên dứt khoát không nói gì. Đoán là chẳng bao lâu nữa, họ sẽ biết nguyên nhân sự việc thôi. Tuy nhiên khi Triệu Nhan vừa ra khỏi phòng khách đã nhìn thấy Vương Sơn lúc này chậm rãi tiến về phía phòng khách. Mặc dù Vương Sơn bây giờ già cỗi hơn trước rất nhiều, nhưng Triệu Nhan đã không còn chút lòng thương hại gì với gã. Chỉ thấy hắn nhanh chân đến trước mặt Vương Sơn, lạnh lùng nói. Vương Sơn, lần này tuy ta không biết ngươi lợi dụng Vương Bằng thế nào, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chọc vào bản vương, sau này ngươi phải cẩn thận hơn. Triệu Nhan nói xong quay người bỏ đi, căn bản không cho Vương Sơn thời gian phản ứng lại. Tuy nhiên hắn cũng không có bằng chứng nào chứng minh Vương Sơn cũng tham gia vào chuyện này, nhưng trực giác Triệu Nhan mách bảo hắn, Vương Sơn chắc chắn có liên quan mật thiết, thậm chí Vương Bằng rất có thể đã bị gã lợi dụng, nên mới lan truyền thân phận của Liễu Không ra bên ngoài. Vương An Thạch trông thấy Triệu Nhan chỉ cảnh cáo không đầu không đuôi con trai của mình một câu, hơn nữa lại chỉ trích Vương Sơn lợi dụng Vương Bằng khiến ông càng mông lung khó hiểu. Chỉ là lúc này ông chợt phát hiện, khi Vương Bằng nghe thấy những lời Triệu Nhan nói với Vương Sơn, đáy mắt lóe lên một tia sáng, sau đó căm phẫn nhìn Vương Sơn, hình như là thông suốt ra gì đó. Bảng Nhi, lên đây, rốt cuộc là chuyện gì? Vương An Thạch chờ Triệu Nhan rời khỏi mới lớn tiếng hỏi con trai và Vương Sơn. Nếu chuyện này sai ở con trai mình thì ông nhất định sẽ bảo chúng nhận lỗi với Triệu Nhan. Nhưng nếu là Triệu Nhan trách nhầm người hoặc là kiếm chuyện làm ầm lên thì ông sẽ dâng sớ tố giác hắn lên triều đình. Phụ thân, con chỉ là hôm kia nhìn thấy thủ lĩnh quân La Sát từ nguyên đó vào thành, kết quả phát hiện y này là cao tăng Liễu Không mà nhiều năm trước từng đến thăm hỏi phụ thân. Lúc đó con cảm thấy rất kỳ lạ, thế là thảo luận với mấy người bạn thân về chuyện này. Không ngờ vì thế lại dẫn đến tin tức này đồn ra khắp nơi, cũng chả hiểu vì sao lại trọng giận quận vương. Nhưng ngài xông thẳng vào nhà cảnh cáo con như vậy thực sự là thất lễ. Vương Bằng lại kể sâu qua một lần chuyện mình lan truyền thân phận của Liễu Không, nhưng trọng tâm đằng sau này là trách Triệu Nhan quá vô lễ. Thầy, học trò còn mơ hồ hơn, vốn dĩ học trò biết quận vương không ưa học trò cho nên luôn cố gắng tránh mặt ngài. Không ngờ hôm nay ngài lại chỉ đích danh bảo học trò đến, hơn nữa vừa gặp ngài đã nói là học trò lợi dụng Nguyên Trạch huynh, nhưng đến giờ học trò vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Vương Sơn lúc này lại sầu thảm nói, giống như là vô cùng oan ức. Tuy Vương Bằng cố gắng giảm nhẹ tình tiết truyền y lan truyền thân phận của Liễu Không, nhưng Vương An Thạch liếc mắt đã nhìn ra sự cất công của y, liền hư lạnh nói. Con đừng rảo biện nữa. Hồi trước Liễu Không đến thăm ta, kết quả con về mặt học vấn thua y một bậc. Lúc đó ta chẳng qua chỉ khen y vài câu, con đã hận y thấu xương. Lòng dạ như vậy, làm sao có thể làm lên chuyện lớn? Nghe phụ thân nói chúng tim đen mình như vậy, Vương Bằng cũng không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng y không phải kiểu người dễ dàng nhận lỗi, trái lại trong lòng càng ghét cay ghét đắng Liễu Không. Hồi trước y tài hoa xuất chúng được xưng là tài tử số 1 Nam Kinh, vậy mà lại thua Liễu Không đau như vậy. Tuy người biết chuyện này không nhiều, song Vương Bằng lại thấy đây là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời. Lần này thấy người mà mình căm hận lại phút chốc trở thành thủ lĩnh quân La Sát càng khiến y nổi lên cảm giác phẫn nộ khó diễn tả. Vì vậy mới lan truyền khắp nơi thân phận trước đây của Liễu Không, để từ đó đánh vào tiếng tăm của Liễu Không. Vương An Thạch sau khi dạy bảo con trai mình lại quay đầu liếc nhìn Vương Sơn ở bên cạnh, lúc lâu sau mới lên tiếng. Tấn Khanh, sư phụ sở dĩ thu nhận con làm đồ đệ là vì nhìn thấy được tiềm năng của con. Sau này khi thái tử lên ngôi, sự nghiệp cải cách của sư phụ cũng sắp được thực hiện. Khi đó chính là lúc cần người tài. Mà con này là một trong những trợ thủ đắc lực của sư phụ, nên thời gian này con không được suy nghĩ vẩn vơ, một lòng chuẩn bị cho cải cách mới đúng. Sư phụ dạy dỗ chí phải, học trò xin ghi tạc trong lòng. Vương Sơn nghe thấy vậy lập tức cúi đầu đáp, khuôn mặt cũng mang theo sự sợ hãi và bất an. Vì nhờ có sự trọng dụng của Vương An Thạch, gã mới có cơ hội quay lại kinh thành. Nếu Vương An Thạch đuổi gã đi, thì gã sợ có thể về quê nhà dưỡng lão thôi. Vương An Thạch sau khi dân dạy Vương Sơn mới nhìn con trai Vương Bằng của mình, cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay người đi. Kể ra học vấn của Vương Bằng đích thực hơn người, đáng tiếc tính cách quá ư kiêu ngạo. Hơn nữa lại không có lòng khoan dung nhẫn nại, bây giờ đã đắc tội với Triệu Nhan, sau này còn không biết sẽ làm loạn như thế nào.
Tuy nhiên Vương An Thạch không hề biết, sau khi ông rời đi, bầu trời trong phòng khách lại thay đổi đột ngột. Chỉ thấy Vương Mạc ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Vương Sơn bên cạnh nói: "Tấn Khanh huynh, vừa rồi Triệu Nhan nói huynh lợi dụng ta, không biết huynh có gì để giải thích không?" "Nguyên Trạch huynh sao lại hỏi như vậy? Với trí thông minh của Nguyên Trạch huynh, sao tài hạ có thể lợi dụng chứ?" Vương Sơn lúc này lại ngẩng đầu cười trừ nói, sự lo sợ và hoang mang khi đối diện với Vương An Thạch lúc nãy đã sớm biến mất rồi. "Ha ha ha. Uổng cho ta trước nay luôn tự cho thông minh, không ngờ lại trúng kế của người nào đó. Như hôm đó rõ ràng ta không muốn ra đường, nhưng cứ bị Tấn Khanh huynh ép kéo ra đường chơi, là hết sức tình cờ gặp Triệu Nhan nghênh tiếp Liễu Công vào kinh. Vốn dĩ ta còn chưa nhận ra Liễu Công, nhưng lại được huynh nhắc mới nhớ. Những chuyện này khi đó trông ra thì rất bình thường, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, chẳng lẽ Tấn Khanh huynh không cảm thấy có hơi quá trùng hợp sao?" Vương Mạng khi nói đến cuối, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn sắc bén. Tuy vẫn chưa biết nguyên nhân Vương Sơn dùng trăm phương ngàn kế để mình loan tin thân phận thật của Liễu Công, nhưng từ thái độ của Triệu Nhan tới hỏi tội hôm nay, có thể thấy bản thân chắc chắn là gây họa lớn rồi. Thậm chí xử lý không tốt sẽ khiến Triệu Nhan trong cơn giận coi mình như kẻ thù. Với địa vị và sức ảnh hưởng hiện nay của Triệu Nhan, nếu trở thành kẻ thù của hắn, e rằng mình đừng mơ đến việc đứng trong kinh thành. Ha ha, Nguyên Trạch huynh thật biết nói đùa. Bạn bè cùng nhau đi chơi vốn là chuyện rất thường tình, còn gặp Liễu Không vào kinh thành thì càng tình cờ hơn. Lúc đó mặc dù ta nhận ra Liễu Không trước, nhưng cũng chỉ vì hiếu kỳ. Sau này không phải là ta đã nhắc huynh nhất định không được nói bừa bãi khắp nơi thân phận của Liễu Không sao? Kết quả huynh lại không chịu nghe, mới gây nên họa lớn như vậy. Sao đến giờ lại đổ hết tội lên đầu ta chứ? Vương Sơn lại mặt mày thản nhiên cười phản bác, không hề thừa nhận gài bẫy mình dấp tâm bày ra. Huynh. Vương Mạng thấy Vương Sơn chối đây đẩy trách nhiệm sự việc liền không khỏi giận dữ, nhưng nghi nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi Vương Sơn làm cái bẫy này đã nghĩ rất chu toàn tất cả vấn đề, không cho người ta cầm đằng chui chút nào, thậm chí đến Triệu Nhan. Tuy đoán ra đây là quỷ kế đằng sau của Vương Sơn, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào. Đến Triệu Nhan còn như vậy, đừng nói đi. Nghĩ tới đây Vương Mạng không khỏi tức điên lên cười khẩy nói. Hay trong một cái bẫy tinh vi, đều trách Vương Mỗ lúc đó bị lòng đố kỵ làm mờ mắt mới cam tâm tình nguyện chui đầu vào giọ. Nhưng Tấn Khanh huynh quỷ kế đa đoan như vậy, cẩn thận sau này bị phụ thân nhìn ra, tống huynh ra khỏi cửa. Sư phụ một lòng say mê cải cách, đang lúc cần nhân tài, đồng thời sư phụ sở dĩ nhận ta làm đồ đệ chính là vì ngắm trúng chút tài năng này của ta, sao có thể dễ dàng đuổi ta đi chứ? Vương Sơn lại không chút ngượng bộ nói, gã không sợ Vương Mạng đến chỗ Vương Ngân Thạch tố cáo. Vì với tính cách sĩ diện của Vương Mạng, xa vào bẫy của người khác cho dù thua thiệt lớn cũng tuyệt đối không tuyên truyền ra ngoài. Vương Mạng nghe thấy vậy hừ lạnh một tiếng, quay người đi khỏi phòng khách. Cùng lúc trong lòng đã ghi dấu, Vương Sơn là loại tiểu nhân nham hiểm, sau này chung sống với gã nhất định phải cẩn thận. Vương Sơn nhìn bóng lưng của Vương Mạng rời đi cũng khinh thường hừ một tiếng. Theo gã thấy, tuy Vương Mạng khá tài hoa nhưng lại hẹp hòi cao ngạo, còn không biết tiến lui, loài người này sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt lớn, nên gã căn bản không thèm để mắt tới Vương Bằng. Triệu Nhan không biết chuyện xảy ra ở phủ Vương An Thạch sau khi mình rời đi, nhưng cho dù hắn biết cũng không thấy ngạc nhiên, vì hắn tin chắc Vương Sơn tham gia vào chuyện này, đây không chỉ là trực giác của hắn, mà hội tụ đủ loại trùng hợp, thực sự khiến hắn không thể không hoài nghi. Tuy nhiên hoài nghi thì hoài nghi, trong tay Triệu Nhan cũng không có bằng chứng gì, thậm chí cho dù có bằng chứng cũng không thể định tội cho Vương Sơn, cho nên hắn cũng bó tay với Vương Sơn. Bây giờ điều quan trọng nhất là quay về tìm Triệu Thự thương lượng đối sách. Đợi khi Triệu Nhan trở về hoàng cung, vừa vào đến điện Thùy Cùng thì nhìn thấy Triệu Thự, ông ta cười ha ha nhìn hắn nói: "Sao, đi tìm người ta chút giận rồi chứ, có động thủ không?" Triệu Nhan nghe thấy lời của Triệu Thự mặt đỏ ửng, liếc nhìn Hoàng Ngũ Đức đứng bên cạnh, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là ông ta mách lèo. Lúc đó Triệu Nhan cúi người hành lễ nói: "Phụ hoàng thứ tội, nhi thần có hơi lỗ mãng. Người trẻ tuổi tất có lúc không kiểm soát được tính khí của mình. Huống hồ chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của Thư Ninh. Con và Thư Ninh xưa nay tình cảm sâu nặng. Giận dữ như vậy cũng có thể thông cảm, vì thế cha không có ý trách con." Triệu Thự lúc này vô cùng hiền hòa nói, ông thực chất không sợ con cái của mình phẩm chất không tốt, mà lo lắng giữa chúng xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ thấy Triệu Nhan có thể bảo vệ tỷ tỷ quán như vậy, khiến Triệu Thự hết sức vui mừng. "Đa tạ phụ hoàng." Triệu Nhan nghe đến đây cũng trịnh trọng hành lễ với Triệu Thự nói, nhưng mà lập tức hắn lại có chút phiền não. Nhưng thân phận của Liễu Không đã bị bại lộ ra ngoài rồi, bây giờ còn có thể ban hôn cho y và nhị tỷ không? Đối với nỗi lo của Triệu Nhan, Triệu Thự lại cười ha ha nói: "Nhan nhi, ta hỏi con, đồn đại bên ngoài kia mặc dù rất sôi nổi, nhưng bản thân Liễu Không đã thừa nhận chưa?" "Cái này đương nhiên là chưa, con đoán Liễu Không hiện tại chắc cũng hết sức căng thẳng." Triệu Nhan lúc này ngay lập tức trả lời.
Hắn nghe thấy lời đồn đại bên ngoài xong thì vào công tức khác, còn chưa kịp đi gặp Liễu Không. Nhưng Liễu Không nhất định sẽ không dễ dãi thừa nhận chuyện trước kia mình từng làm hòa thượng. Chỉ cần Liễu Không chưa thừa nhận thì tất cả dễ dàng rồi. Triệu Thừa lúc này lại cười lớn nói, ông trước đó đã nghĩ ra kế sách ứng phó với chuyện này nên mới điềm tĩnh được như vậy. Vô Hoàng, người có cách gì? Mau nói với Nhi Tần. Triệu Nhân nghe tới vậy lập tức nôn nóng hỏi. Nếu Liễu Không chưa thừa nhận thì bảo y cắn răng chối chết là được. Nếu thực sự không thể thì bảo y thanh minh trên mặt báo, nói Liễu Không là huynh đệ sinh đôi thất lạc nhiều năm của y. Nếu nhị tỷ và tam tỷ của con có thể là tỷ muội sinh đôi thì Từ Nguyên và Liễu Không tất nhiên có khả năng là huynh đệ sinh đôi. Triệu Từ lúc này bỗng nhiên vô cùng đắc ý nói và lộ ra bộ mặt gian xảo hiếm hoi. Cái này không phải là giờ mánh khóe sao? Triệu Nhan nghe thấy lời của Triệu Thừa cũng thất kinh. Người bình thường dùng thủ đoạn bị ổi thì bỏ đi, nhưng Triệu Thừa là đấng thiên tử, nếu ông cũng dùng thủ đoạn vô liêm sỉ thì hơi quá giới hạn rồi, thậm chí nói không chừng còn gây nên sự công kích của các đại thần. Nhan Nhi nói rất đúng, chẳng muốn bày trò. Kể ra chấm tuy chỉ làm hoàng đế vài năm, đã lãnh đạo Đại Tống tiêu diệt đại họa lớn là Tây Hạ, còn dọa cho Liêu quốc không dám manh động, dẹp yên được loạn Từ Hạ ở phía nam, giúp cho tình hình trong nước chuyển biến tốt đẹp. Cũng coi như không có lỗi gì với thần dân Đại Tống. Nhưng bây giờ ngày tháng của ta không còn nhiều, vì hạnh phúc của con gái ta, chấm cho dù giờ chút thủ đoạn thì đã sao? Triệu Thự khi nói đến cuối, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ thản nhiên. Trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Triệu Thự thông suốt rất nhiều chuyện, đồng thời cũng càng coi trọng tình thân hơn. Thậm chí cái gì Giang Sơn xã tác đối với ông lúc này đều không quan trọng bằng con cái của mình. Cho nên sau khi biết thân phận của Liễu Không bị vạch trần trước, ông dứt khoát nghĩ đến cách làm bị ổi này. Dù sao chỉ cần Liễu Không chối chết không thừa nhận, chẳng ai làm gì được y. Phu Hoàng. Triệu Nhan cũng không ngờ Triệu Thừa lại thoáng như vậy, đồng thời trong lòng cũng hết sức cảm động. Lúc này hắn mới cảm thấy người đàn ông mặc long bào trước mặt mình này là một người cha. Một người cha vì hạnh phúc của con gái mình mà tình nguyện gánh theo tiếng xấu, chứ không phải vì hoàng đế trước kia tất cả đều lấy quốc gia làm trọng, bình thường căn bản không có thời gian đi ngó con cái của mình. Thì ra là thế. Không ngờ nhà nho lớn như Lâm Xuyên tiên sinh lại dạy dỗ nên một đứa con lòng dạ nhỏ nhen như vậy, thật là trơ trẽn. Trong dịch quán, Liễu Không hiếm khi phẫn nộ nói, y còn nghe thấy tin tức về mình bên ngoài trước Triệu Nhan một chút, nhưng y không hành động tùy tiện vì y biết Triệu Nhan nhất định sẽ giúp đỡ cách giải quyết. Bây giờ y cần là ở yên trong dịch quán, như vậy mới dễ dàng cho Triệu Nhan xử lý. Tuy là Vương Bảng truyền tin, nhưng thật trùng hợp tên Vương Sơn đã lội ngược dòng bái Vương An Thạch làm thầy quay trở lại kinh thành, hơn nữa bây giờ còn sống trong phủ Vương An Thạch, cho nên ta mới nghi ngờ Vương Bảng sở dĩ loan truyền tin tức về ngươi khắp nơi, rất có thể là do bị Vương Sơn lập mưu lợi dụng. Triệu Nhan ngồi đối diện với Liễu Không, nhấp ngụm trà nói, sau khi hắn rời khỏi hoàng cung lập tức đến dịch quán gặp Liễu Không, tránh khỏi y làm gì đó khiến sự việc phức tạp hơn. Vương Sơn, gã suýt chút nữa hại chết công chúa, bây giờ còn quấy rầy công chúa, rốt cuộc có mưu đồ gì? Liễu Không lúc này lại phẫn uất nói, vốn dĩ với sức kiềm chế của y rất ít khi tức giận, nhưng chỉ là liên quan đến bà An công chúa, y rất khó giữ được lý trí. Vương Sơn còn có thể có mưu đồ gì? Hồi xưa khi nhị tỷ vừa chia tay gã, tên tiểu tử này đã lập tức cưới vợ, kết quả gặp phải một mụ xấu xa, khiến bản thân mang tiếng xấu, lúc này mới nhớ đến điểm tốt của nhị tỷ. Thêm nữa nếu gã thực sự tái hợp với nhị tỷ, nhất định có thể giúp gã phục hồi chút danh tiếng. Đáng tiếc nhị tỷ sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt với gã, căn bản không muốn gặp lại gã. Sau đó gã không thể ở lại kinh thành nữa mới trở về quê nhà Thái Nguyên. Ta vốn tưởng gã đã bỏ cuộc rồi, không ngờ lại nương nhờ vào thế của Vương An Thạch ngóc đầu đại, hơn nữa vẫn không từ bỏ nhị tỷ, cho nên sau này Liễu Không, ngươi phải cẩn thận với kẻ thù này. Triệu Nhan lại lên tiếng nhắc nhở, lần trước hắn đi Tây Hạ đã gặp gã, vốn cho rằng Vương Sơn đã cải tà quy chính, không ngờ rằng gã lại ôm mộng quay về kinh thành, đoạt lại danh tiếng trước kia của gã. Kẻ thù sao? Liễu Không nghe xong lời của Triệu Nhan lại nheo mắt lẩm bẩm, ba năm nay số kẻ thù mà y gặp trên biển nhiều vô kể, tên thì mưu mô xảo quyệt, kẻ thì hung hãn ra oai, nhưng những kẻ thù này đều bị y ném xuống biển cho cá ăn không chừa một ai. Có thể nói hiện tại y sớm nữa không còn là hòa tượng Liễu Không từ bi hỷ xả nữa. Vương Sơn muốn trở thành kẻ thù của y thì phải chuẩn bị để y báo thù đi. Triệu Nhan nhìn thấy thái độ đằng đằng sát khí của Liễu Không cũng giật thót mình, vội vàng cất lời, Liễu Không, ngươi đừng làm bừa, phải biết đây là kinh thành chứ không phải là trên biển của các ngươi, hơn nữa tính khí của ngươi cũng nên kìm nén lại, nếu không nhị tỷ nhìn thấy ngươi thay đổi sẽ thành ra như thế này, nói không chừng sẽ rất buồn ấy. Nghe thấy lời nhắc nhở của Triệu Nhan, Liễu Không giờ mới tỉnh ngộ, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, sau đó ngại ngùng nói, ở trên biển quen mắt rồi, lại quên mình đang ở trong kinh thành, để quận vương chê cười rồi. Liễu Không nói rồi cười nhạt một tiếng,
khuôn mặt lại lộ ra cốt cách nho nhã khiêm nhường ban đầu, dường như vị hòa thượng Liễu Không năm đó lại quay trở về rồi. Nhưng Triệu Nhan biết Liễu Không hiện tại thay đổi rất nhiều so với Liễu Không vài năm trước, không biết nhị tỷ sau khi gặp Liễu Không bây giờ sẽ có suy nghĩ như thế nào. Ở trong kinh thành sẽ phải chịu sự trói buộc chặt chẽ của các quy củ, nên ta thấy không bằng cuộc sống tự do tự tại trên biển với các ngươi. Đáng tiếc bây giờ ta đang phải gánh vác gia đình, muốn ra ngoài cũng vướng bận trong nhà, đoán là cả đời này sẽ bị nhốt trong kinh thành thôi. Triệu Nhan lúc này có chút ngưỡng mộ nói, kiếp trước chưa kết hôn, hắn rất hâm mộ những người đàn ông có gia đình, nhưng đến kiếp này mình thực sự thành hôn, tuy hôn nhân đem lại cho hắn nhiều phút giây hạnh phúc, ví dụ như khi ở bên bọn nhỏ, nhưng lại cảm thấy mất đi tự do, cho dù đi đâu cũng vương vấn phụ nữ và con cái ở nhà. Thần thật sự hâm mộ quần vương có thể cùng với người con gái mình yêu chung sống, nhưng chuyện của thần và bà An công chúa thì... Liễu Không khi nói đến cuối cũng không khỏi thở dài. Triệu Nhan chưa nói với Liễu Công chuyện triều thượng định giờ thủ đoạn, nên y vẫn nghĩ sau khi xảy ra chuyện thân phận của mình bị phanh phui, triều thượng sẽ không đồng ý gả bà An công chúa cho y nữa. Cái này ngươi yên tâm đi, tuy thân phận của ngươi đã bị vương màng lật tẩy ra ngoài, nhưng bản thân ngươi lại không thừa nhận, nên phụ hoàng ta đã nói chỉ cần ngươi chối chết không chịu thừa nhận, thực sự cùng lắm thì loan tin nói ngươi và Liễu Công là huynh đệ sinh đôi. Dù sao nhị tỷ và tam tỷ cũng là tỷ muội sinh đôi, đây cũng là chuyện rất thương tình. Triệu Nhan lúc này cười lớn cất lời, đây cũng là việc quan trọng nhất mà hôm nay hắn đến tìm Liễu Không. Cái này cũng được sao? Liễu Không nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt nói, y vạn lần không ngờ triệu thự lại ủng hộ hôn sự giữa y và bà An công chúa. Thậm chí không từ dùng cách bỉ ổi như này, nếu chuyện này truyền đến hậu thế, e rằng sẽ khiến thanh danh của triệu thự giảm bớt một bậc. Ha ha ha, không tưởng tượng được đúng không? Triệu Nhan nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Liễu Không cũng không khỏi cười lớn nói, khi ta vừa nghe thấy phụ hoàng nói như thế cũng hoài nghi, không biết có phải mình nghe nhầm không. Nhưng sau đó phụ hoàng bảo ông đã công hiến vì Đại Tống đủ rồi, sau này phải hoạch định cho con cái của mình. Nhị tỷ suy tình với ngươi như vậy, phụ hoàng cũng hết cách, chỉ có thể thuận theo ý của tỷ ấy, cho nên ông ta rằng bị tổn hại thanh danh, cũng muốn tác thành cho ngươi và nhị tỷ. Nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, Liễu Không cũng vái một lại theo hướng hoàng cung để bộc lộ sự cảm kích của mình đối với triệu thự. Cùng lúc trong lòng càng xác định lựa chọn quy phục Đại Tống trước đó của mình không sai. Với lòng yêu thương của triệu thự đối với bảo an công chúa, nếu mình làm ra việc gì có lỗi với bảo an công chúa, e rằng Đại Tống sẽ khởi quân tiêu diệt quân La Sát còn con của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 138 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 139.